Chương trình hôm nay xin phép được bắt đầu với chọn tuồng xử án video bản phương Tây. Qua nhà qua đi trời
chẳng cần đồ quét vót. Sở dĩ cô bé ước hình chị quả là do tượng mỹ nhân tiếng xấu đồ to. Mẹ kìa Phi Châu, sao con lại không lưu bút tích của chiêu quân đồ tượng? Đó chính là một mỹ nhân cân quân
Thank you.
Chi Trung Nghĩa sao ăn câu
tiền rồi luôn. Để ta không nhìn thấy cảnh đồ suy di của ngai vàng nguyên vương. Khiến ta đi rồi có người không tin ông đâm sắc quan dâm gây công phận dâm dâm. Là này yeah.
quả như vậy. Vậy cháu duyệt truyền giam tả hộ vào lãnh cung, chờ mãn nguyệt khai qua rồi sẽ đem ra xét xử. Ý lệnh. Giám xử như vậy á, hậu vừa lòng chứ? Kìa, cười cái thôi, cười lên cho cháu vui con ạ. Đúng không? Cười lên đi. Vậy là chẳng hiểu ý đồ ma huấn phục. Dạ. Truyền cho đại học sĩ thảo chiếu sắc phong cho phủ hậu là chiêu như hòa hậu. Sao nữa hả người đẹp? Kìa, chiêu như mà cũng chưa chịu nữa hả? Vậy là chẳng hiểu ý đồ ma hứa phục. Dạ. Khanh hãy truyền thêm cho đại học sĩ thảo chiếu thêm cho phủ hậu được quyền cai quản cho lục diện tam cung. Lục diện tam cung. Kìa, cũng chưa chịu nữa, cười lên coi nè. Vậy là chẳng hiểu ý. Này, khanh hãy truyền cho đại học sĩ thảo chiếu sách phong thêm cho hữu hộ được quyền nhiếp chính giữa triều ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Triệu Lân. À, thì ra là quốc cụ Triệu Lân đó à. Nghe dạ đâu đó. Dạ, quà cô Lâm bệnh nặng, mẹ tôi đã lấy cái yếu một số thứ dược liệu nên tôi lên đường đi hái thuốc đó ngài ạ. À, định bà đã lai kinh à. Dạ. Nên quốc cụ cứ đi. Dạ dạ, dạ cảm ơn ngài, tôi đi hái thuốc nha ngài. Lại. Dạ, muốn chứ có này đâu mà. Đây là nghiệp lệnh của Diêu Dương Nhiên Sư cho con biết. Dạ, sẽ chuyện gì mà bị đâu. Dạ. Dạ, tôi nói đây là muốn mà trời ơi, thật ngày ngày mà cũng xét. Thì thầy ngày cứ xét đi ngài. Dừng tay lại. À, bảo quà công chúa. Mẹ. Phải đi bảo quà công chúa. Đáp lời quan thân, ngài đến làm gì đó. Dạ thưa lệnh bà, tôi thấy quốc cụ có điều cần tra vấn cho nên tôi tra vấn. Ngài tra vấn mà thì cho nó xét rõ. Được, nếu là việc của ngài thì ngài cứ thi hành. Mẹ để lại rồi ngài, ngài xét với ngài. Báo qua cùng Diêu Dương nhiếp chính. Báo qua cùng Diêu Dương nhiếp chính.
Hãy cùng chẳng phản bổ chiều